Gồm 40 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia với trên 70 gian hàng, cung cấp các loại hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, nông sản, điện gia dụng, thực phẩm, may mặc, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ viễn thông. Phiên chợ nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng bá phát triển thị trường, giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng, nhất là ở vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.